Chúng ta sẽ cùng ăn trái cây Nhật. Mùa Don Quixote 980 yên. Ở Việt Nam á hả? Đang không có mà ăn hả? Việt Nam chắc cũng cả triệu bà. Đây, nho. Không biết là nho gì, chỉ thấy nó to thôi. Dĩ nhiên này không phải là giống nho rượu rồi. Này giống như giống nho ruby vậy á. Nhà Nho bẩn ruby. Ngon. Ngon theo kiểu mà căng mọng. Nho 2.000 đúng không chị? Nho 2.000. Đây là một loại nho nha. Giống như nho ruby của Cái Nhật. Cái này là nho khác nữa hả? Ừ. Cái này là loại khác. Giá mắc hơn. Không rồi chị, lấy cái gì chị hả? Cái này là 980 đúng không? Cái này mắc hơn chút. Đây, xin nhắc lại mọi người. Nhìn đằng sau không nhận ra đây là trái gì luôn. Đó chính là trái cà chua. Trái này rất là mắc. Mua của một cái bà già bán. Thôi, thì cái trái này tới 1.000 hay 1.500 và tính ra Việt Nam là gần 300.000 trái này. Nó mắc hơn nhau luôn á. Trời ơi, Thảo đã làm chuyện gì vậy? Ừ. Wow. Đây là cái món rất là lạ lùng. Mình hãy cùng ăn nào. Nó đây là món nướng. Thôi bây giờ mình ăn nè. Nào, đâm vô. Đâm vô. Bể cái trứng luôn. Đúng rồi. Wow. Nguyên một cái lòng lòng đỏ trứng luôn. Nguyên một cái lòng đỏ trứng, mọi người nhìn nè. Đó, nguyên cái lòng đỏ trứng quện ngon không? Quán Nhật nha, thuần Nhật nha, menu Nhật nè. Xuất sắc. Thịt rất là vừa miệng. Mà cái lê béo của trứng không có mặn. Xuất sắc. Đó, trong cái rủi có cái xui mà. Không bao giờ đi du lịch là không bao giờ sợ lạc. Đây, món mà mất try này được mọi người gợi ý rất là nhiều luôn. Là S Benedict. Lấy ra đây cho chị. Đúng cho em đặt cái gì cho chị. Cho em chút. Em ăn trước đi Duyên. Em ăn trước đi cho thấy nó ngon thế nào. Đúng rồi, được đó. Sắc luôn mọi người. Xuất sắc không? Trời ơi. Đó. S Benedict nó phải như vậy đó. Nó phải chà ăn với vậy. Rồi Duyên cho một miếng. Trời ơi, phải thấy ngon lắm. À, ở dưới nó có lớp thịt nhỏ. Tuyệt vời. Ôi, nhìn nó đi. Trời ơi, là đẹp. Không còn cái từ nào để diễn tả. Còn hết, tôi Tokyo là phải ăn pancake nha. Phải ăn. Kiếm pancake khắp nơi. Kiếm cái nào mà điểm cao. Sao nó cao một chút. Mình không ăn ngọt nên mình ăn chỉ vừa vừa thôi. Đó. Xong rồi mình lấy một phần pancake ra. Chà. Phải ăn cái trái cây nha. Ăn cái thật nhiều trái cây chúng nó quét vô đây. Quét vô như vậy này mọi người. Đó, quét vô. Cho vô miệng. Cái trái gì cũng ngon hết rồi sao? Rất ngon. Tuyệt vời. Bánh nó không có ngọt lắm, thơm đi vừa phải. Mình thích ăn bao nhiêu thì ăn. Ăn mà không... Đó. Chua chua ngọt ngọt cho nên nó rất là ngon đó. Quẹt vô. Tăng quá. Lang thang ở khu Ueno. Mình đã bước vào một quán ăn này. Nhìn cái menu giống như trong phim hoạt hình dễ sợ. Đồ ăn ra. Tuyệt vời. Thank you. Ê, gặp nè. Dễ thương chưa? Nó làm hơi tái tái á. Nó làm không phải. Nó luộc làm sao mà trong nó cũng còn hồng hồng nè. Đó, hơi hồng hồng nè mọi người. Mình cho một chút wasabi lên. Chút gừng. Ăn té đái luôn. Chấm cái này. Chấm cái sốt của nó. Người Nhật người ta ăn nhiều rồi gì đó. Gì? Ăn nhiều tinh bột quá là mình hẹp thịt. Hẹp thịt mới tới đây. Nhìn món đâu biết châu đại. Ăn vui vui. Sống không? Không, chín chín ngắt.
Nói riêng người mình là ăn mặn. Chấm một lần rồi hết luôn. Không có nghe cùng mùi vị thơm ngọt nhưng mà chế biến rất công phu. Nhưng mà tính là chị này hơi mắc nha. Chị này tới 990. Còn cái này là cái gì vậy nè? Quên mẹ rồi. Ở Việt Nam này gọi là gì? Cái là gan nè. Cái này là gì? Sao ăn gì mà ngu quá nè. Không có nhớ tên luôn á. Nhưng mà nói chung là nhìn là ai cũng biết. Lọc đầy. Đây 5 cái thịt bà hóng. Nó nêm đủ rồi. Ngon quá kìa. Cắn thử. Lòng luôn đúng không? Chứ không phải thịt. Để lọc mềm á. Ngon. Ngon chứ. Ăn thử này nè. Ủa cái này toàn lòng của mình. Nói thiệt. Thật nhỏ ăn không gì. Ngon. Ngon giống thịt gà. Lên vừa đủ. Cái sốt bữa bên quán nha. Sốt bữa ngon. Này cũng lòng luôn. Tưởng người nhà không ăn bị tặng đấy.